Sài Gòn TV mến chào cô chú và anh chị. Đây hiện tại mình đang đứng ở đường Trần Hưng Đạo quận 5 rồi các bạn. Kính chúc cô chú và anh chị một buổi tối an lành. Và hôm nay mình sẽ đi cập nhật tình hình ở đường Trần Hưng Đạo từ quận 5 tới xuống quận nhất cho các bạn xem nha các bạn. Giờ này cũng gần 5 giờ chiều rồi đó các bạn. Trước đó mình đi cái này từ hướng Trần Hưng Đạo quận 5 nè. Mình sẽ đi dài dài hướng cầu Ông Lãnh đó nha các bạn. Đó, đường Trần Hưng Đạo giờ này gần 5 giờ cũng ra chút nhật mà đường đông quá đó các bạn. Đó, mình sẽ băng qua bên đường, mình sẽ đi hướng về quận nhất nha các bạn. Rồi, mình băng qua bên đường thôi. Đây là trận đạo của quận 5 nha các bạn. Đây mình đi vào đoạn nữa là phía bên tay phải mình sẽ qua rẽ qua cầu chữ Y đó các bạn. Đây hai bên cặp bên đường sơ sát hết các bạn ơi. Đây nhà cửa hàng đóng hết, đóng cửa hết luôn các bạn. Cho thuê mặt bằng tràn lan hết. Giờ này mới 5 giờ mà đường trận đạo mình nói hai bên mặt bằng đã đóng cửa hết đó các bạn. Mấy cửa hàng đầu chứ trà đường đèn đỏ ta đóng cửa hết đó các bạn, ế ẩm quá, vắng quá, không có ai mua hết các bạn. Buôn bán mở cửa ra không có ai mua cho nên bữa nay chủ nhật nữa cho nên chắc là những tiểu thương ta đóng cửa ta về sớm hết. Đây mình sẽ, đây là đường Trần Bình Trọng đó các bạn, đây là ngã ba Trần Bình Trọng với Trần Đạo. Mình sẽ đi tiếp về, mình sẽ đi tiếp giữa quận nhất nha các bạn. Đây là đường Trần Đạo, hai bên nhà, hai bên đây là Trần Đạo, đây cũng là mặt bằng, đây là không là cũng rất vàng không đó các bạn. Đây mà mặt bằng nó te tua hết như vậy, buôn bán không có người mua các bạn ơi. Hôm nay bữa nay là ngày 18 tháng 3 rồi, vậy là mình đã bước qua hơn nửa tháng 3 của năm 2024 rồi đó các bạn. Bước qua nữa hơn nửa tháng 3 năm 2024 mà thấy tình hình nó chưa có gì khả quan hết rồi. Thấy là như năm nay nó u ám hơn năm 2023 nữa đó. Tình hình bà con ở đây bán hàng rong nè các bạn. Ở đây bán hàng rong chất kiều, người ta bày bán ra để người ta bán hàng ăn uống đó. Bán cho lề đường, bán cặp lề đường cho công nhân ăn. Ở đây là đường Nguyễn Ngã Ba, ngã tư Nguyễn Biểu nè. Nguyễn Biểu đây là Trần Bình Trần Đạo này là thuộc quận nhất rồi đó các bạn. Đây Nguyễn Biểu này sẽ quẹo qua đó là đi tới phải mình sẽ lên cầu chữ Y đó các bạn. Lên cầu chữ Y rồi đi qua quận 7, quận 8 mà đó các bạn. Còn ở bên đây mình sẽ là đi về quận Nguyễn Biểu, qua bên tay trái mình sẽ đi về quận 5. Cái này mình Trần Hưng Đạo này mình đi thẳng về quận nhất nha các bạn. Các bạn ở phía trước mà nó là ngã tư Nguyễn Nhân Cừ đó các bạn, ngã tư Trần Đạo cắt ngang Nguyễn Nhân Cừ rồi. Nguyễn Nhân Cừ mình sẽ cũng sẽ đi về quận 7, quận 8 bên luôn đó các bạn. Hai cây cầu đi với cầu Nguyễn Nhân Cừ nằm song song nhau, hai cây cầu đều đi về quận 7, quận 8 hết, hướng về quận 7, quận 8 mình. Ở đây là mình sẽ đi hướng về Trần Đạo này, Trần Đạo quận nhất rồi nè các bạn. Mình sẽ đi về hướng Trần Đạo của quận nhất nha. Rồi mình sẽ băng qua ngã tư Trần Đạo với Nguyễn Nhân Cừ luôn các bạn. Ở đây khi nếu mà ngày thường đông lắm các bạn qua chỗ ngã tư này qua không nổi đâu. Nhưng mà nay chủ nhật á đường nó vắng tanh các bạn. Rồi mấy công ty nó không có đơn hàng, công nhân đồ nghỉ hết các bạn. Mình vậy làm là làm chỉ ăn lương cơ bản thôi, không có đơn hàng làm đâu các bạn. Hôm nay năm 2024 này tình hình nó thê thảm quá các bạn, quá thê thảm hơn năm 2023 nữa. Đây các bạn, hai bên đường Trần Đạo này, Trần Đạo quận nhất này mà các bạn thấy không đó, các bạn đóng cửa sơ sát hết các bạn. Đó đây mình sẽ ở quay lại cho các bạn coi nha. Đó các bạn thấy không, đó các bạn sơ sát luôn.
mặt bằng này là đóng cửa này, nếu mà chắc mình nhớ cũng làm chắc khoảng là gần 2 năm rồi các bạn. À, còn đây có một cái vị trí đặc biệt nữa, mình sẽ quay cho các bạn coi là cái tòa nhà ma này các bạn. Rất là nhiều người ở quay lên cho các bạn coi là đường Trần Đạo, cái tòa nhà này đó cháy các bạn. Người ta bỏ gần 20 năm rồi các bạn. Và những người chủ của tòa nhà này đi Mỹ ở quả nước rồi, nghe nói là mình đi Mỹ ở rồi nữa bạn. Đây các bạn, tòa nhà đó là Trần Đạo ạ. Tòa nhà này hồi xưa là đang xây gần xong rồi, xây khách sạn 4 sao các bạn. Mà tự nhiên sao mà đang trong quá trình xây nó bị bốc cháy các bạn, bốc cháy rồi như công nhân chết trong đó nhiều lắm đó. Sau này người ta bỏ luôn á, bỏ gần 20 năm rồi đó các bạn. Đó. Ở đường Trần Đạo mình đó là người ta kêu đó là tòa nhà ma đó các bạn. Một nát đó rồi các bạn, có một nát đó rồi. Mưa giông là gạch đá cho nó rớt xuống lõm chõm luôn, người dân ở gần đó người ta nói đó các bạn. Vì 20 năm mà không bảo trì hết rồi. Nên là đá mà xây gạch mà xây rồi không chưa có tráng xi măng ngoài cho nó một vết. À, bạn đây là mình sẽ đi thẳng về hướng quận nhất đó các bạn. Đường Trần Đạo khúc quận nhất này ở đầu cũng hơi đông rồi đó các bạn. Trần Đạo này có những cây to lắm, trồng chắc mình nếu nghĩ độ chắc khoảng cả trăm năm rồi cây mới to được tới vậy đó các bạn. Đó. Đó, cây to cổ thụ to, cây dầu các bạn to khiếp hồn không. Hai bên đường Trần Đạo nữa bạn, Trần Đạo nó có cái lên trong cho xe máy đi. Các bạn đây thấy nè, đây có tòa nhà tầm này nè các bạn, đó mà thấy nó đóng cửa nó bỏ hoang nè các bạn, đó trước trạm xe buýt đây. Đó các bạn thấy không? Quá chừng không các bạn, nó tòa nhà này là trước là nhà hàng có quay sản của người Nhật có thuê á. Sau này ế ẩm quá rồi sau lại dịch lên nó làm một thời gian rồi nó cũng trả luôn, nó bỏ luôn các bạn. Bỏ mấy năm trời mà đi qua lại thấy mấy năm rồi chưa ai thuê luôn, không ai thuê á, bởi vì giá quá cao của vực này là mấy trăm triệu một tháng, nếu mà thuê là phải đóng trả cho người chủ mỗi một năm người ta mới cho thuê, mà vô thuê rồi lại phải trang trải lại nữa rồi thuê công nhân nữa. Mà bán rất tệ cho nên không ai dám thuê. Giờ những tòa nhà bây giờ là nó bỏ hết đó các bạn. Nếu mà khi đóng cửa rồi là không bao giờ ai thuê đó bạn. Đây là cho thuê mặt bằng nữa này, thấy không các bạn, đó cho thuê mặt bằng, đó cho thuê mặt bằng treo bảng đầy hết các bạn, không cho thuê mặt bằng cũng đóng cửa, thậm chí người ta đóng cửa cho thuê dán bảng cho thuê riết rồi người ta làm biến dán luôn, người ta gỡ bỏ luôn, người ta bỏ quan cho mấy người mà hay đi vẽ bậy vẽ bằng đêm vẽ nát cái ở nhà rồi nó thành giống như là cái nhà ma vậy đó các bạn. Đó. À, các bạn đây thưởng đi về gần tới quận nhất rồi, tới quận nhất rồi đó các bạn. Một xíu nữa là đi xuống tới metro Bến Thành đó các bạn, đi thẳng khoảng chừng cây số đó là tới metro Bến Thành đó. Các bạn thấy không, hai bên đường hàng quán đóng cửa hết luôn các bạn. Quá ế ẩm các bạn, ế ẩm quá là chỉ có những quán ăn vặt rồi á, bán trà sữa chè đồ còn bán được, còn những ế ẩm nặng nhất là về bán về những cái đồ thời trang đó các bạn. Đây là đường ngã tư Hồ Hảo Hớn nè các bạn, đây Hồ Hảo Hớn phía bên tay phải mình sẽ đi ra Võ Văn Kiệt các bạn, rồi Võ Văn Kiệt đó, đây là ngã tư Hồ Hảo Hớn nè. Rồi sẽ đi thẳng luôn nha các bạn, đi thẳng luôn là sẽ tới tiếp metro Bến Thành đó các bạn. Metro Bến Thành ở trước cổng chợ Bến Thành đó các bạn, thấy không, đây nè các bạn, cái công trình này là mình thấy mấy chục năm rồi các bạn, khoảng 10 năm hơn rồi đó. Nó làm hàng rào nó bỏ hoang vậy đó, đó các bạn nghĩ coi. Ở bên kia là Múa Lăng các bạn ơi, đó Múa Lăng nó khai trương cổng thành trai. Tiếng metro Bến Thành luôn nha các bạn. Đi khoảng chừng 1.000 mét nữa là tới metro Bến Thành rồi. Những hàng quán ế ẩm rất là ế luôn các bạn.
quá trời mặt bằng cho thuê, chỗ nào cũng thấy là mặt bằng cho thuê hết. Đó. Năm 2023 là đã rồi, với doanh nghiệp những chủ đầu tư đã xé nháp bỏ một năm rồi. Trong đợi vào năm 2024 còn sẽ khởi sắc hơn không? Mà năm 2024 hầu như cũng không khởi sắc thôi các bạn nghe thấy không? Đó, mà thấy không? Đó, hai bên đường đó u ám lắm các bạn. Nhà cửa đóng kín hết. Những cửa hàng nhỏ, những doanh nghiệp giờ này họ đóng cửa hết. Tại vì mà mở cửa ra mà kinh doanh, mở ra những mặt hàng, những cửa hàng lớn thì cái giá rất là cao các bạn. Thuê công nhân, thuê mặt bằng, nhưng mà lại buôn bán, mở ra lại buôn bán không được rồi, thuế má cho nên là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cửa hàng người ta đóng cửa hết các bạn. Bỏ chạy hết, rút hết các bạn. Như mà nói những cái doanh nghiệp mà những cái cửa hàng còn lại thì chỉ cầm cự thôi. Cầm cự là sống qua ngày, chứ là nói mà về mà làm về mà lời vậy thì nó khó đó mà, khó thật sự là khó luôn mà ế ẩm nhất là nói chung là những cái quán nhậu mà. Những cái quán nhậu, những cửa hàng, những cái quán nhậu là chủ người ta ế ẩm, nhân viên ngồi không bàn mấy trăm cái ghế chắc chiều các bạn đi thử đi. Mấy hàng quán vậy, mấy trăm cái ghế luôn, không có một người dám vô nhậu. Đó với, thì mấy chú công an mình xếp nồng độ cồn căng quá, thật sự là không ai dám ra đường nhậu nữa. Đây là tới ngã tư Phạm Thế Học rồi nữa các bạn. Hôm nay đường Phạm Thế Học. Phạm Thế Học đây sẽ đi qua cầu Cam Mét nè, qua cầu Cam Mét qua quận 4 đó các bạn. Mình sẽ đi thẳng luôn, thẳng xuống metro Bến Thành luôn nha các bạn. Đây ở đó, phía trước mặt mình đó là metro Bến Thành đó các bạn. Mai mốt nó sẽ là nhà ga Bến Thành đó, nhà ga metro đó các bạn. Nó hoàn thành nó rồi nhưng mà chưa có hoạt động nữa các bạn. Rồi đó các bạn. Ở phía trước mình xa xa đó là chợ Bến Thành đó các bạn. Đó, cái nhà máy đỏ đỏ, nó thấp thấp đó là chợ Bến Thành đó. Đây là mình sẽ đi thẳng luôn nha các bạn. Đó các bạn, đây là metro Bến Thành, ga metro Bến Thành đó các bạn. Đó, mình quay một vòng metro, ga metro cho các bạn coi nha. Đó các bạn, đó. Ở dưới này là cái đường hầm, ở dưới có nhà ga, ở dưới hầm ấy, sâu dưới lòng đất đó các bạn. Nó có cái nhà ga ở dưới lòng đất, nó không có nổi lên trên đâu. Ở dưới lòng đất mà nó có nguyên có nhà ga, nó có một cái tòa, nó giống như là một cái dãy phố ở dưới lòng đất mình luôn các bạn. Nhưng mà nó chưa cho người ta tham quan, nó chưa cho người ta xuống dưới đâu. Đó các bạn, ở chỗ đó nè, cái chỗ nhà kiến này nè, đó là cái lối đi xuống đó các bạn. Lối đi xuống nhà ga đó. Ở dưới lòng đất mà là nó có một cái gì giống như một cái dãy phố trên mặt đất luôn đó các bạn. Đó. À, bạn đây là chợ đó, trước mặt mình nó là chợ Bến Thành đó các bạn. Đó. Sẽ băng qua đi một vòng chợ Bến Thành cho các bạn coi các bạn. Đó, đây là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành mình bây giờ là cũng thê thảm luôn, thương buôn là khóc ròng hết đó các bạn. Không, chợ Bến Thành mình chủ yếu là bán hàng cho khách Tây, nhưng mà bây giờ khách Tây nó lại không có vào, cho nên là những bà con mình làm chặt ruột chứ nó quá, cho nên bây giờ là khách Tây họ không dám vào chợ Bến Thành để mua đồ lưu niệm nữa các bạn. Quá nhiều báo chí nó đăng mà thương buôn ở chợ Bến Thành mình làm ăn gian dối quá, chặt ruột quá, cho nên là khách Tây bây giờ họ không dám vào chợ Bến Thành nữa. Đứng đây mình quay vòng chợ Bến Thành, vòng chợ Bến Thành cho các bạn coi nha các bạn. Đó là coi rồi mình xin kết thúc video đây thôi nha các bạn. À các bạn, đó đây là một vòng chợ Bến Thành về chiều đó các bạn. Mình xin kết thúc video đây nha các bạn.